Xin cảm ơn đã lắng nghe chương trình Thú Tội Lúc Nửa Đêm. Tôi là Thiên Kim, người dẫn chương trình. Chúng ta còn một vị khách cuối cùng tối nay. Con nhỏ nào vậy? Con bé cần một chỗ ở. Nó mới vừa bị đánh. Cứ coi anh chị là gia đình. Nhưng một gia đình hạnh phúc phải không chị? Anh có thấy Nhi hấp dẫn không? Anh thấy con nhỏ lại ớn quá. Em sợ ở một mình. Chắc bây giờ hết sợ rồi ha. Nghe Kim nói con ở Hóc Môn phải không? Tôi cũng ở Hóc Môn nè. Chị là người tốt bụng nhất mà em thực hiện.